Ơi, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại cửa hàng xe máy Phương Nam mình nhá. Đó thì hôm nay mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Yamaha. Dòng này là dòng Jupiter anh em nhá. Đó, Jupiter Gravita. Bản này là bản đời cao, nên dòng này có trang bị thêm cho anh em hệ thống, đó là hệ thống FI xăng phu điện tử. Đây anh em đi cực kỳ là lợi xăng. Mình sẽ đi sơ xe dàn ngoài cho anh em xem này. Xe thì nói chung là dàn áo, tất cả mọi thứ đang còn di theo xe hết. Rất là đẹp, liền lạc, không bể vỡ gì nhá. Đăng ký biển Sóc Trăng rồi này. Đó. Đây nhá. Dàn chân, dàn sơn, dàn xi, mọi thứ đều hoạt động đầy đủ hết nhá. Xe này là xe của 2013 nhá anh em. Đó, dầu nhung xích, tất cả mọi thứ đều mới này. Lốp mới thay cho anh em luôn nhá. Đó, xe đang cực kỳ là đẹp luôn. Đó, mọi chức năng thì hoạt động không thiếu thứ gì đâu. Đó. Đây anh em, áo sống là liền lạc nhá. Sạch sẽ mà. Bánh bánh này. Đó, máy móc sáng trưng nhá. Đó, bây giờ sẽ nổ cho anh em này. Đổ cực kỳ êm luôn nha. Đây anh em ạ, đèn dòng Jupiter này nó sáng lắm anh em nhá. Đây mình quay ban ngày nhìn nó hơi tối luôn. Nó sáng cực kỳ luôn. Đó, xi nhan này. Đó, xe đang nổ máy này nha. Không một tiếng động luôn nhá. Liềng lá thắng đĩa. Đó, anh em nào mà có thiện chí với mẫu Jupiter FI xăng full này, đó thì anh em cứ để lại cho mình một cái bình luận. Đó, hoặc để lại số điện thoại mình sẽ tư vấn nhá. Rất là đẹp luôn. Ok, anh em nào ưng thì alo mình nhá.